Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Chiến binh Sao Vàng. Hãy cùng chúng tôi đón xem và cập nhật các tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật trong 24 giờ qua. Đừng quên like video và theo dõi kênh để đồng hành và cổ vũ nền bóng đá nước nhà. Quyết đua tranh tại SEA Games 32, U23 Lào bổ sung 3 ngoại binh. Tại SEA Games 32, những lá thăm may rủi đã đưa U22 Lào vào bảng B cùng với những đối thủ cực mạnh là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Malaysia. Đối thủ duy nhất được đánh giá dễ thở với đội bóng xứ Triệu Voi là U22 Singapore. Dẫu vậy, U22 Lào cho thấy họ đang có sự chuẩn bị cực tốt trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên đất Campuchia. Mới đây, Lào đã quyết định triệu tập 3 ngôi sao nước ngoài trải dài ở 3 vị trí. Sức mạnh của U22 Lào được nhận định sẽ tăng lên đáng kể với sự bổ sung này. 3 sao mai gồm hậu vệ mang hai dòng máu Lào-Mỹ, theo Callan, tiền vệ Roman Angott và cuối cùng là tiền đạo Victor Jovinashak. Chưa rõ phong độ và sự thích nghi của 3 ngoại binh này ra sao, nhưng với nền tảng được đào tạo ở các môi trường phát triển là Mỹ, Đức, Pháp, họ vẫn nhận được nhiều sự hy vọng. Trước tiên là giúp Lào rút ngắn cách biệt với Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Malaysia. Trên diễn đàn ASEAN Football, các cổ động viên Đông Nam Á đã dành sự quan tâm đặc biệt đến thương vụ nhập tịch này của U22 Lào. Một cổ động viên đến từ Indonesia vui vẻ bình luận, U22 Lào sẽ rất mạnh ở SEA Games năm nay. Một cổ động viên khác từ Indonesia cho rằng sẽ thật đáng sợ nếu Lào trở thành một trong những ứng viên lọt vào World Cup 2026. Các bình luận khác cũng cho thấy sự dè chừng về sức mạnh của U22 Lào tại SEA Games năm nay. Lào mạnh hơn Indonesia và Campuchia hay Lào mạnh hơn bạn nghĩ? Cổ động viên Lào thì cho rằng, chúng tôi mang đến giải đấu những gì tốt nhất. Tất cả các đội AFF sẽ trở thành đối thủ một lần nữa trong SEA Games, nhưng đồng thời chúng ta đều muốn thành công cùng nhau. Theo kế hoạch, U22 Lào sẽ sớm lên đường sang Saudi Arabia tập huấn và sẽ có mặt tại Campuchia vào ngày 25 tháng 4. Đội bóng này bắt đầu hành trình tập ấn tượng của mình trong trận gặp Việt Nam vào ngày 30 tháng 4. Sau đó họ lần lượt gặp các đối thủ Malaysia, Singapore và Thái Lan.